Du hành thế kỷ vượt thời không, trừ gian diệt ác, đào hầm trông, song nguyệt ẩn cư nhường vị trí, bạch cùng hội tụ đại thần thông. Nghe qua bài thơ này, chắc hẳn bạn cũng đã đoán được phần nào. Vâng, chính là kẻ đến từ tương lai, Ezreal Vũ Kỳ Chú Thượng. Một vị tướng mới đã xuất hiện trong phiên bản 8.5, thế chỗ cho song nguyệt chiến binh Aphelios. Đây có thể nói là vị tướng làm khó mình nhiều nhất trong thời gian qua. Đôi khi nghĩ là mình đâm đầu vào Ezreal để nó khổ ấy. Mà có nhiều cái mà mình cố đâm đầu vào còn khổ hơn ấy. Mình còn chả buồn, buồn viêm như Ezreal không? Nghĩ em một tí lại thoáng. Ezreal ơi! Em đang ở đâu đây? Ezreal! Ezreal ơi! Em đang ở đâu? Ezreal ơi! Yên! Yên! Bộ giáp vàng của anh ta là một thứ gì đó cực kỳ, và dường như Rude đã bị nguyền rủa do lạm dụng quá nhiều. Đã có quá nhiều lần thất bại chỉ vì sự cố chấp ấy, tất cả chỉ vì một lần làm người xem mãn nhãn. Top 1 thực sự quan trọng đến vậy ư? Không hề. Chỉ có một thằng hề đang ở rôn trong người vong. Khoảng cách giữa 8 và 9 chưa bao giờ thấy thế. Giây phút ấy tôi như gục ngã. Tự hỏi lòng liệu còn có thể tiếp tục. Chắc chắn rồi, vì Rude huyền thoại không bao giờ được làm người xem thất vọng. Bằng tất cả sự riêng tư, những kẻ còn lại đều là chân lý. Tôi sẽ bao cả cái đấu trường này, dù cực khổ, nhưng để đổi lấy một phút hào quang cũng đáng. Hãy chờ xem. Rude huyền thoại tập 10, phá bỏ đại nguyên.